Carina. Hôm nay em thấy event rất vui và bổ ích. Em muốn là game sẽ mở thêm event cộng đồng và mở thêm ở nhiều tỉnh khác nữa. Em thì cũng được vinh hạnh được đi tham dự nhiều khá nhiều event của FIFA rồi. Em thấy lần này thì là một cái giải lớn. Các bạn sinh viên đến khá là đông ạ. Em thấy vui. Nói chung là cháy và nóng ạ. Những cái lần offline như thế này thì là những cái lần mà bọn em được đến tham gia trải nghiệm và giao lưu với nhiều bạn bè hơn. Event của hôm nay làm rất chất. Em muốn Ghana làm nhiều event này hơn nữa để em được thêm giải. Ngày hôm nay đến đây tham gia giải đấu Free Fire Campus của Free Fire Việt Nam, tổ chức rất là chuyên nghiệp và rất là bổ ích ạ. Em rất mong muốn là game được mở thêm nhiều event và phát triển hơn, tạo được sân chơi cho các bạn trẻ sinh viên tham gia. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.